sẽ cho các bạn biết Milo Dick là ai. Let's go. Sáng ăn tô phở rồi đó mày. Sáng ở ở kia mở rồi. Sáng ngày nào anh trở lại đây hết, mà trở lại đây là phải nghe. Theo mình nó sẽ là bài hát gì? Enjoy cái moment này. Cái cảm giác mọi người nghe khi mà nó tập. Yeah.
trong cái moment này. Cao đừng bước lên và giơ tay nắm, giơ tay cho những lâu nay, giơ tay cho chiếc em đằng đó, giơ tay cho những người sâu đây. Không cần một lời này, không em vẫn vẫn khó. Những vui, những ba, những bốn, nỗi buồn thì mình sẽ chia đôi. Giơ tay và chúng ta quanh khắp những chúng ta người mất tất cả đều enjoy. Vào đầu bài ấy, đừng chặt chẹt vào trong đấy nhá, không cần thử mic đâu nhá. Đeo hết in kín tay vào cho anh, không là trễ hết đấy. Check giọng ở trong tin check giọng. 1 2 8 1 2 nghe chưa? Nghe rồi ạ. Nghe mày dí, dí sát vào mồm nhá. Mình làm gì mình đâu có dí sát mồm. Dí sát vào mồm. Đừng có thả ra nhá. Dạ dạ. Xin cảm ơn tới ca sĩ Anh Tú và ca sĩ Vũ Thẩm My vì đã hỗ trợ em trình diễn rất là tuyệt vời mà. Đó rồi nha, đừng đuổi nữa nha. Bây giờ không có cái thẻ đuổi hoài. Coi coi lại. Không biết mọi người có ý cho cái moment này chưa nhỉ? Mọi người thử đoán xem bài hát tiếp theo mình hát sẽ là bài hát gì? Enjoy cái moment này. Không. Đây bài này. À. Thật ra bài này cái cảm giác mọi người nghe khi mà nó tập ở hậu trường và lúc nó diễn ra sân khấu nó khác lắm mọi người. Concert 2023 đón xem phần tiếp theo với chất lượng 4K siêu nét vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần duy nhất trên VOON.